Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chơi thử cái bộ mình vừa chỉnh sửa lại đấy ha. Ok. Bộ xì lô sọc thì nó là như vậy thôi. Sẽ tiếp tục, ví dụ như nếu mà phần này các bạn có thể chỉnh sửa lại. Tùy vào mỗi cái tai của mỗi người nhá. Nhưng mà mình thì mình lại thích như vậy, cho nên là mong là các bạn sẽ đón nhận phải nhiệt tình nhất. Ok. Cái thứ hai là mình sẽ đưa sang cái phần dân ca nha.